Xin chào mọi người. Hôm nay giới thiệu với mọi người một em siêu mẫu luôn. Con của các Lôi Poba mọi người nhá. Bố mẹ nhập luôn này. Siêu siêu cao, siêu dài luôn. Đấy. Màu cực kỳ đậm luôn nhá. Màu này siêu phê. Thích nhở? Mà lông sát mịn luôn. Con này dài lắm. Đây, ngồi dịch ra cho mọi người so với cả bạn Nam nhà em thì mới biết. Đấy. Đây. Dài lắm. Đấy. Màu này nó là màu đỏ đen mọi người nhá, chứ không hẳn là đu rông đâu. Tại vì nó là dòng phát xếp Mỹ ấy. Bố là các lô nhập Hà Lan, Ipoba luôn. Gầm đen kịt. Màu này thì nói chung là không thể chê vào đâu được nữa. Với cả cái khung gọng như thế này ấy, mặt giống bố thế. Cái tơ, anh chị nào về muốn về kiếm kiếm kinh tế thì ngay vào luôn. Em này gọi là gầm cao máy thoáng ấy. Đẹp mà. Người dài. Cao nhở, dài. Được đứng với nó theo gọi mày cua ấy. Nhiều hơn được đứng với nó kiểu cua. Con này là mà xem giới là bao tháng ấy? 9 tháng. Mới 9 tháng luôn mọi người nhá. Cái này nó còn to nữa. Dài nữa. Lông thích thế. Đấy. Con này thì anh chị nhanh tay nhá. Nhanh tay nhanh chân thì còn. Rồi, ok thử đây.